Tìm UID từ Grab Search. Mục tìm UID khách hàng mục tiêu. Sau đây thì mình sẽ tìm UID đang làm tại FPT. Đầu tiên thì mình sẽ tích vào phần không bạn. Đang làm ở FPT thì mình sẽ tích vào phần đang làm ở và gõ FPT vào đây. Dưới đây sẽ hiện cái gợi ý ID cho các bạn. Các bạn có thể chọn ở dưới này. Ví dụ như là mình chọn cái FPT shop này. Mình cũng có thể lọc được thêm các thông tin khác ở trên này. Ví dụ như là độ tuổi, giới tính hay các thông tin khác ở đây. Sau đó thì mình sẽ chọn tìm UID để quét ra UID những người đang làm việc tại FPT. Nếu các bạn muốn giới hạn số lượng muốn tìm kiếm thì các bạn có thể tích vào phần này và nhập cái số lượng mình muốn giới hạn ở đây. Đây là đang tìm kiếm. Nếu các bạn muốn dừng thì các bạn có thể chọn dấu tích ở đây để dừng lại. Sau khi tìm kiếm xong thì các bạn có thể lưu thông tin ra. Nếu mình muốn lưu tất cả các thông tin thì các bạn có thể tích vào phần lưu CSV. Thì nó sẽ lưu cho bạn một file Excel bao gồm các cái thông tin mà các bạn vừa quét được ở đây. Đây là cột ID và đây là cột tên những người đang làm việc tại FPT. Nếu các bạn muốn lưu riêng ID ra file thì các bạn chọn lưu UID ra file. Thì nó sẽ lưu cho bạn một danh sách UID mà các bạn vừa quét được ở đây. Sau khi mà các bạn quét được những UID này thì các bạn có thể sử dụng để nhắn tin, kết bạn, quét email số điện thoại nếu mà UID đấy để public, để sử dụng cho cái mục đích marketing của bạn.